Ai là người đổi tóc giả? Ai là người chơi TikTok? Ai là cascader chuyên nghiệp? Ai là người bí ẩn? Xin chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đang đến với chương trình Người Bí Ẩn. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Người Bí Ẩn do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện với sự đồng hành của dầu gội bồ kết Fresh, tinh dầu bưởi thiên nhiên. Và thường lệ thì Trấn Thành sẽ giới thiệu đội chủ nhà ra trước, nhưng mà ngày hôm nay Thành sẽ đảo lại một tí để làm cái điều bất ngờ này. Mời quý vị và các bạn hãy cùng gặp gỡ nhân vật đầu tiên của đội khách, đó là ca sĩ Natalie. Listen to the rhythm of the falling rain, telling me just what a fool I've been. I wish that it would go and let me cry in vain and let me be alone again. Và ngay bây giờ Ly xin được giới thiệu người bạn sẽ cùng đồng hành với Ly trong buổi chơi ngày hôm nay. Một tràng pháo tay thật lớn dành cho Hoa hậu Jennifer Phạm. Hoa hậu xúc phạm. Dạ, dạ, cảm ơn. Cảm ơn nha. Bây giờ mới là đội nhà nè. Hoài Linh và Jennifer Phạm. Walking down the street, pretty woman, the kind I like to meet, pretty woman. I don't believe you, you're not the truth. No one could look. Thôi vậy giờ trả lại cho đội khách mời đi, cho tôi về với mình. Một tràng pháo tay nồng nhiệt cho hai đội Hoài Linh Việt Cương, Natalie và Jennifer Phạm. Đầu tiên là phải hỏi Natalie và Jennifer, có cái cảm giác gì khi tham gia một cái chương trình đặc biệt vui nhộn như ngày hôm nay? Chắc chắn là cảm giác vui là cảm giác đầu tiên, nhưng mà song song đó thì cả Lee lẫn Jennifer đều rất là hồi hộp. Bởi vì là hai người này nhìn vậy thôi mà không có mắt nhìn người. Dễ bị lừa lắm. Dễ bị lừa lắm. Nhìn vậy thôi mà ngây thơ vô tội. Nói chung là nhẹ dạ cả tin đúng không? Ờ. Trước tiên là cảm ơn Jennifer đã tin tưởng giao cái vương miện này cho Việt Hương. Bởi vì theo tôi nghĩ là bà nên đội thúng, đội Nia hay hơn là đội cái này. Có hợp với bà. Nói chung chị sẽ tới Hoa hậu và làm hề đi cho rồi. Thấy chưa? Nói chung là bây giờ tranh thủ cái đội nhà lục đục quá thì hai bạn cố gắng làm sao mà kết hợp lại để bây giờ mình tranh thủ đó, mình kiếm điểm về cho đội của mình. Là bởi vì cái nhiệm vụ của hai bạn là ngoài tìm ra những người bí ẩn còn phải thắng được đội của anh Hoài Linh và chị Việt Hương, ở chỗ là nếu như chúng ta bằng điểm hoặc là thắng điểm của họ thì điểm số của các bạn và của họ sẽ được cộng lại với nhau, và tất cả số điểm đó sẽ nhân cho 5 triệu đồng để ra số tiền thưởng. Nhưng nếu như các bạn thua, các bạn sẽ không có giải thưởng mang về. Và đặc biệt hơn hết là nếu như trong cả 5 vòng mà các bạn tìm được đúng 5 người bí ẩn luôn thì các bạn không cần biết đội kia bao nhiêu điểm, các bạn sẽ có giải thưởng cao nhất là 50 triệu đồng. Và bây giờ mọi thứ đã sẵn sàng, chúng ta hãy cùng bắt đầu nghỉ giải lao. Ngay bây giờ mời quý vị và các bạn gặp gỡ nhóm người bí ẩn số 1. Love,
tại sao họ lại có những cái tạo dáng như vậy? Hãy cùng hỏi xem họ là ai nha. Mời chị giới thiệu đi ạ. À, tôi rất yêu nhà Trang, nó theo vũ công của cha già bây giờ. Ô là vũ công cha. Khi tôi 8 tháng tuổi tôi đã biết đi, và khi tôi 2 tuổi tôi đã biết nhún nhảy theo nhạc, và năm 12 tuổi tôi quyết định jazz trở thành vũ công, và bây giờ tôi chính là vũ công jazz. Hỏi em, nói đi em. À, xin chào mọi người, tôi đam mê ánh sáng, tôi đam mê âm nhạc, và cái món jazz đã đi vào tôi từ lúc nào tôi cũng không hay nữa, và tôi xin khẳng định tôi là vũ công jazz. Tôi yêu thích thể loại nhạc kịch Broadway. Tôi chưa được đến đó, nhưng mà tôi ước mong sẽ có một ngày tôi đến được đó để hát và để nhảy cha. Tôi chính là một con nhảy cha. Nhảy quá nên ăn nói nó hơi khó khăn trong cái vấn đề phát âm. Không sao cả, nhảy nhiều, không cần nói. Đấy, vậy gì? Nãy giờ em tưởng gì ngủ? Sự đam mê lớn nhất của tôi là nhảy. Dù đi ra gia đình tôi đã cấm cản, hay là trong mọi việc lĩnh vực nào, tôi vẫn làm là một vũ công. Tôi khẳng định tôi là một vũ công. Câu hỏi của vòng này là: trong năm người này, ai là vũ công jazz thực thụ? À, Lý có một câu hỏi cho bạn số 4. Một cái vở nhạc kịch trên Broadway mà nó rất là liên quan đến jazz. Chicago. Nghệ sĩ nào là nghệ sĩ mà bạn yêu thích nhất? Jessie J. Lee xin có câu hỏi cho bạn số 2. Đồ của bạn mặc hôm nay hoàn toàn không ra một chút gì nào. Nhìn giống... là phụ thủy. Nhìn giống... rất là bí hiểm. Bây giờ bạn hỏi hay bạn bình luận thời trang của người ta? Nhưng mà... Tôi hỏi là vì sao bạn phải chọn trang phục đó cho ngày hôm nay? Vì sao lại chọn trang phục ngày hôm nay? Nói đi em. Vì phù thủy nó cũng có một sự quyến rũ không hề nhẹ. Và... à, đấy là phù thủy hả? Dạ, xin phép ông xã. Dạ, em xin phép. Thôi mệt, phải hỏi đi, xin phép ông này. Em tháo cái này xuống được không? Tháo xuống được. Tôi thấy tôi bực bội quá đi. Trở về em mọi lần đi, nha, cho em đỡ mệt đi đó, vậy đi cho nó khỏe. Nhẹ não dễ sợ. Ê, bà tháo cái bảng quảng cáo này ra được không? Trời ơi, tên ấy hoa hậu mà đeo cái bảng mà cái chữ y như vận động sinh đẻ có kế hoạch vậy đó. Bây giờ Hương hỏi chị số 1. Em không cần biết cái điệu nhảy này như thế nào, tại vì em chưa bao giờ thấy. Nhưng hồi nãy em thấy chị giới thiệu là em thấy chị giống em làm khoái rồi. Thì ví dụ như trong lúc mà biểu diễn với bạn nhảy thì cái mắt mà chị nãy chị nói, cái mắt mà đắm đuối mà gợ tình đó, chị nhìn thẳng vô mặt bạn diễn phải không? Phải nhìn đắm đuối mê say. Ông nhìn thử cái thằng đó chị, nhìn thẳng kìa. Mình phải gợi cảm, gửi hồn mình giao cho người ấy. Chấm. Dạ, cảm ơn chị. Hay quá, em số 3 kìa. Đứng tương đã. Đứng tương đã. Em đi học về, cha mẹ có cho phép em đi học không? Dạ, em xin lỗi là em tự lập từ nhỏ nên là em dự định cuộc sống của mình. Em có bị đau giờ ai đánh em chưa? Sợ là thói quen của em mà sao cứ vậy hoài. Nhiều khi có ai tới hỏi đường đồ này nọ. Dạ lo lo em cũng nói xương lụm tiền chứ. Cảm ơn em. Hỏi bé số 4, em học cái này bao lâu rồi? Dạ em học được 5 năm rồi ạ. Tức là hồi nãy anh Thành có chê em về cái phần nói của em đó. Nhảy giỏi nhưng mà nói không giỏi. Còn anh Thành thì anh không biết học được mấy năm, nhưng mà anh nói thì giỏi mà nhảy thì kỳ quá, mà anh nhảy hoài. Đó, đó, theo dưới hoài đó, đó. Em học cái nhảy này nó khó khăn không? Dạ thì ban đầu rất là khó, bởi vì mình phải tập trước hết là phải học những cái động tác cơ bản. Động tác cơ bản phải đúng tư thế thì sau này những cái động tác tiếp theo của mình, những cái bài nhảy tiếp theo của mình mới đúng chất cha. Cho phép Jennifer hỏi bạn số 2 nhé. Số 2. Bạn đã học nhảy jazz bao nhiêu năm rồi ạ? Tôi 16 tuổi là tôi đã học nhảy jazz rồi ạ. Và năm nay bạn bao nhiêu tuổi? Năm nay tôi 22 tuổi. Trời ơi, hỏi tuổi phải nhìn tôi hỏi hết hồn. Tuổi bạn nhìn tôi chứ. Tôi hỏi tôi số 5 đi. Nhảy cái này thì mình phải có gợi cảm, mình phải có khiêu khích, rồi mình phải vừa nhìn và vừa nhảy. Nhìn vô bạn diễn hay là nhìn vô khán giả chị?
Lúc mà mình nhảy thì là mình tập trung vô tất cả ánh mắt mình, la mê đến cả MC và cả khán giả và cả ban giám khảo. Chị làm ơn chị nhìn bên kia chứ nhìn bên đây chị quên bài á. Tôi thấy có cái mâu thuẫn là hai chị bên này lúc nào cũng nói là lúc nào cái cơ thể mình nó cũng động như vậy. Có cái ông ở giữa là ông đứng miết thôi, ông động là sao trời. Đó, em nhìn anh Tấn Thành ánh mắt đắm đuối anh coi. Cái môi gợi cảm coi. Anh thấy là đứng xa là ngồi xa là anh thấy gợi dữ lắm rồi đó. Môi gợi cảm quá. Thấy tốt vô giống cá cười kiếm của ông anh. Để cho các bạn có manh mối, tôi sẽ gợi ý một tí. Năm nhân vật này sẽ đứng pose dáng chụp hình đó, để xem các anh chị coi là dáng nào ra jazz nhất nha. Và music. Các bạn lựa chọn. Cha, cả hai đội lựa chọn có 2, 3. Mà vì cớ làm sao? Vì cớ làm sao? Trong cả 5 người thì nếu mà nói về trang phục á, thì cái bạn mà mặc trang phục ra cái chất jazz nhất là bạn số 4. Tuy nhiên thì Ly thấy là bạn số 2 mặc cái đồ nó chả liên quan gì, đôi khi nó cố tình như vậy để lừa mình thì sao? Nhưng có cái thở của bạn này nè, cái lúc mà đang đứng xong rồi vô tình bạn ấy thở á, ông phùng cái miệng là mấy người múa tụi hay thấy thở vậy lắm á. Bây giờ xem ai là người bây giờ. Hồi nãy tôi tưởng cái đèn mà nó phóng vô số 3 tôi xỉu liền. Bây giờ xem nhá, cô là ai? Có thể giới thiệu với mọi người được không ạ? Tôi là Lê Thị Tuyết Nga, hiện tôi là kế toán. Cô làm kế toán thì cô tính tiền, bấm máy tính sao vậy? Vậy bấm cái làm gì nữa. Rồi. Đi chứ dòm hoài ha. Dạ em tên là Trần Tuấn Vinh, năm nay em 21 tuổi. Em buổi sáng bán mặt nạ, buổi tối đi kéo rèm sân khấu ạ. Dễ đúng thương. Đúng rồi, em chọn cái nghề đó là đúng rồi, kéo rèm sân khấu phải ngước lên mới được mặt. Đúng chọn luôn nghề. Đó bây giờ mới là đúng nghề. Đứng dậy quen rồi. Đứng dậy quen rồi. Dạ em tên là Võ Lạc Quỳnh Như, em 18 tuổi. Nếu mọi người muốn biết em là ai, tự tìm hiểu đi. Rồi. Không phải cha nè, đó cha là phải đó. Mình tên là Phạm Thị Phụng Hoàng, năm nay mình được 51 tuổi. Đố các khán giả nhỉ, mình là ai, hay đoán đi. Mình không phải là một chủ công. Rồi bây giờ bạn là ai, bạn có thể chia sẻ cho mọi người biết không? Dạ, tôi tên là Triệu Hồng Vân, tôi đến từ nhóm UDG của Dance Center ạ. Thì bây giờ mời Hồng Vân ra biểu diễn cho mọi người xem. Cảm ơn nhóm người biết không? Quý vị và các bạn thân mến, và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một tiết mục biểu diễn jazz với phần trình diễn của Hồng Vân và hai bạn vũ công phối hợp nữa ở vũ đoàn UDG. Was a fine affair, but now it's over. And though I used to care, I need the open air. You're better off without me, mine hair. Don't dab your eye, mine hair. I wonder why, mine hair. I've always said that I was a rover. You mustn't knit your brow. You should have known by now. You'd every cause to doubt me, mine hair. Bye bye, mine hair. Mine hair. And bye bye.
my leave her hair. It was a fine affair, but now it's over. And though I used to care, I need it. Oh, Betty, you're better off without me. You'll get on without me. Thưa quý vị, Ngọc Hà, Hồng Vân và Hồng Sâm của vũ đoàn UDG. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là ở vòng thi đầu tiên thì Jennifer và Natalie đã có được một sự khởi đầu rất là thành công. Và hiện nay tỷ số là 1-1. Nhóm bí ẩn thứ hai xuất hiện ngay bây giờ. Nhóm người dân tiếp theo này có một cái biệt tài rất là đặc biệt, và đây là một cái bộ môn, nói đúng hơn chỉ là một cái trò chơi dân gian mà bây giờ được phát triển thành một cái bộ môn nghệ thuật thường được áp dụng tại các lễ hội, và đó là bộ môn cà kheo. Cứ nói các bạn là trong 5 người này ai là người có thể đi được cà kheo. Lúc tôi 13 tuổi, tôi rất đam mê xiếc và gia đình tôi đã gửi tôi đi học xiếc tại Hà Nội, và bây giờ tôi đã trở thành một diễn viên xiếc. Tôi chính là người đi cà kheo. Cho người khác là một điều vô cùng thú vị. Tuy tôi không cao nhưng tôi luôn biết cách làm cho người khác phải ngước nhìn, vì tôi là người đi cà kheo. Cà kheo chỉ là một tài lẻ bình thường của em. Em có thể đi trên dây, đu trên cây, và em chính là người đi cà kheo. Hay quá. Em đi trên dây, đu trên cây, rồi bay lên mây, vậy là em rất là hay. Em rất thích tỏa sáng trên sân khấu và lẫn quả ngày đường phố nữa, cho nên cà kheo là một bộ môn mà em đam mê. Em chính là diễn viên đi cà kheo. Hay quá. Từ bé tôi đã thích đi theo những cái đoàn rạp xiếc, niềm đam mê đã đến với tôi và tôi đã vượt bỏ tất cả để theo nghề đó. Tôi chính là người đi cà kheo. Và bây giờ phần đặt câu hỏi bắt đầu. Cho chị hỏi số 4. Thấy em rất là năng động đúng không? Nhúc nhích hơi nhiều. Có bao giờ xúc hết một kheo còn kheo thì cái lúc đó em sẽ làm gì? Đu lên kheo luôn hay sao? Dạ, cà kheo kia mình sẽ cởi ra luôn để mình đi trên đất cho nó an toàn. À, không có luôn hoài. Hỏi bé số 3. Cái em đang mặc nó kêu cái gì? Kêu bằng váy hay đầm? Cái này là ghiếp. Kêu bằng ghiếp hả? Mà ở đâu mà? Dạ, quê em ở Cà Mau. Bởi vậy tôi nghe cái ghiếp là tôi biết liền rồi. Có tiệm tình luôn á. Vậy đi cho em đi cà kheo là cái việc nào? Tại em diễn trong đoàn xiếc nên cái thời gian diễn nó rất là lưu động. Hỏi số 2 kìa. Em thấy bạn này nói như vậy đúng hay sai? Em thấy sai hoàn toàn. Tại sao sai? Dạ. Nhìn bạn thì sao đi cà kheo được. Chính em mới là người đi cà kheo nè. Đi cà kheo có lắc gì không? Lắc cái gì được không? Nếu chị thích em lên cà kheo em cũng lắc được. Ủa lắc vậy luôn hả? Có dở không, dò lên vậy luôn không? Dở được. Dở không được. Dở sao đi. Anh sẽ hỏi bạn số 1 nhé. Bạn có biết là nó phát triển từ đâu? Thường tổ chức tại lễ hội đường phố, tại đoàn xiếc. Hết hả? Hết rồi. Trời ơi, ông suy nghĩ quá trời, tưởng nói cái gì nữa. Cho nên tôi phải hỏi bạn số 5 nha. Lúc nãy bạn nói là lúc trước bạn học múa lân, nhưng sau đó là chuyển sang cà kheo. Sự liên quan giữa kỹ thuật múa lân và cà kheo nó có dạ. Cái gì? Cái kỹ thuật múa lân là nó phải giữ nhịp và cái cà kheo nó cũng giữ nhịp theo như vậy. Vậy đi cà kheo có phần phải cần giảm cân giữ chế độ ăn không, hay là mập ốm gì cũng đi dạ. Được dạ, ốm nhanh Hoài Linh hay là mập nhanh chứ Tài đi cũng được luôn. Mấy người ốm như tụi tôi dễ lách gió hơn. Nếu khi cơn gió mạnh tụi tôi chỉ cần liếc ngang cái nó bay xẹt qua là xong. Mấy người bự quá cái bảng nó to dễ té lắm. Thì cà kheo thì nó bắt nguồn từ đâu? Nó bắt nguồn từ bên Hawaii chị. Ở những nơi đó có những cây dừa, khi người ta đi hái dừa thì người ta đi bằng cà kheo. Em là người gốc Hoa hả? Trời ơi, thấy là hơi hồng hồng, hơi giống nấm, nghe nó hơi ngộ ngộ á. Nói chung là ngày xưa người ta đã nói rồi là cà kheo xuất phát rồi là cái mục đích là hái dừa.
Thì bây giờ mình thử cho họ hái dừa thử mình coi. Bây giờ các bạn ấy sẽ đi trên hai cái lon cao này. Đó. Xem cái khả năng từng người thế nào nha. Mời các bạn. Quá lộ. Cái này nó cũng nham hiểm lắm nha. Tại vì có người người ta đi rất là giỏi, người ta sẽ kiềm chế lại. Ly Ly, nó nghe nè. Ly lên đi thử đi. Thôi. Tập đi. Thử đi. Lên chị Việt Hương đi không? Em ủng hộ anh. Chị đi với em Ly. Bây giờ chị Việt Hương đi với Ly nè. Đó. Còn chần chờ gì nữa, các bạn hãy tìm ra người bí ẩn. Cả hai đội đều lựa chọn nhân vật không thèm nói chuyện với ai. Chị cũng lấn cấn giữa số 1 với số 5. Nhưng mà lúc mà chị thấy bốn bạn kia nói thì cái bạn số 1 á, bạn cười mà một cái bên má của bạn, bên má trái á cười nhếch phải nhếch xuống, có nghĩa là bạn cảm thấy xạo hả mày? Xạo. Cũng rất có tên số 4, ảnh năng động nhưng mà giống như tập nói hơn là cái anh kia. Ai, bây giờ như vậy, tranh cãi vô ích, tìm cho ra nha. Và thưa quý vị, người bí ẩn sẽ xuất hiện sau vài phút giải lao. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang ở chương trình Người Bí Ẩn vòng thi thứ hai. Ở vòng này thì đội khách và đội nhà đều chọn số 1. Và người bí ẩn là... Đó chính là người đàn ông rất đẹp. Đừng có nghiêm quá lộ. Trời ơi. Ủa người ta nghiêm cũng lộ, người ta tươi cũng lộ, nó cũng sao. Kệ anh Thành, nó nói gì nó nói, miễn mình thắng là được rồi, em đâu có sao. Thật là em sợ độ cao lắm. Yếu tim. Yếu tim. Như vậy sợ độ cao nên bây giờ em mới là diễn viên hề trong mấy sân khấu mà đường phố. Hất tóc cái coi. Đó. Cảm ơn em. Cô gái come on. Em là ai nè? Em tên Vy, giờ hiện em công tác là thư ký ở trong đoàn xiếc thành phố Hồ Chí Minh. Em trong đoàn xiếc nhưng mà cổ làm cái môn xiếc ghi chép. Dạ thưa tất cả mọi người, em tên là Nguyễn Hoàng Đức Lâm, hiện tại em đang kinh doanh thời trang cho trẻ em. Oh. Em ai mà em rành quá vậy? Dạ. Em tên là Đỗ Hoàng An, hiện là sinh viên năm 2, sở thích của em là ca hát và chém gió. Rồi, đừng có nhấc mép nữa, nói gì. Tôi tên là Lê Hưng, hiện đang công tác tại đoàn xiếc thành phố Hồ Chí Minh. Cái độ cao mà cao nhất từ xưa giờ bạn đi là bao nhiêu? 2,5 m. Mà có bao giờ té không? Có, té. Rồi sao? Dập màu. Phong cách của ta có hai chữ à, hỏi đang đâu, đoàn xiếc. À, rồi té xuống sau, dập mông. Hai chữ thôi. Cái lá giờ hỏi thêm câu nữa là nín đi. Em, anh hỏi thiệt, bây giờ em đứng mà cái độ cao em mà 2,5 m. Mà em lỡ em té thì em xử lý làm sao? Nằm đóng. Cảm ơn. Cảm ơn giống người bí ẩn. Quý vị và các bạn thân mến, và sau đây
Xin được giới thiệu nhân vật có chiều cao khiêm tốn khoảng chừng 4 mét mấy. Lê Hưng sẽ ra sân khấu đi vài vòng cho chúng ta xem. Mời em. Và các bạn đang theo dõi phần trình diễn của Nam Thanh Định 2014, chiều cao 4,5 m. Hiện nay công ăn việc làm, nghề nghiệp ổn định. Cảm ơn tay cho diễn viên xiếc Lê Hưng. Ở vòng thi thứ hai này, tỷ số hiện nay là 2-2. Và bây giờ chúng ta chờ đón vòng thi thứ ba với nhóm người bí ẩn tiếp theo. Cái ông mà râu dài nhất là cái ông trẻ nhất. Và câu hỏi của chương trình là: ai là ảo thuật gia thật sự? Ảo thuật là điều bí ẩn trong cuộc sống. Bạn có thể làm khác đi với tài năng của bạn và khả năng của bạn. Và tôi làm được điều đó. Tôi chính là ảo thuật gia. 50 tuổi, tôi tình cờ xem một màn ảo thuật trên TV. Lúc đó tôi rất là tò mò và thắc mắc, không biết tại sao họ lại làm được điều đó. Sau đó tôi đã rất đam mê bộ môn ảo thuật này. Tôi không ngừng tìm tòi, học hỏi và luyện tập, và đã được thực hiện được ước mơ đó. Tôi chính là ảo thuật gia. Thì ảo thuật á, là một bộ môn nó ảo ảo mà nó thật thật. Thì tôi theo cái bộ môn này từ cái thời cổ tích rồi, tính ra cũng được 8 năm. Rồi tôi đạt được rất nhiều huy chương trên toàn cả nước. Đầu tiên là huy chương vàng tại Đà Lạt, rồi huy chương bạc tại Hải Phòng, huy chương đồng tại Cà Mau, huy chương thao tại Phan Thiết, huy chương thiết tại Đắk Lắk, huy chương sắt tại Vĩnh Cửu, và cuối cùng là huy chương mũ tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Thì chính vì vậy, 5 người ở đây nè, tôi là ảo thuật gia thiệt. Dạ, cảm ơn. Ảo thuật giúp cho tôi tự tin hơn, trưởng thành hơn, cuộc sống của tôi trở nên màu nhiệm hơn, mỗi ngày trôi qua lại càng ý nghĩa hơn, và tôi là ảo thuật gia thực thụ. Gia đình tôi theo nghề xiếc, cả nhà đều huấn luyện thú, riêng tôi thì thích làm ảo thuật. Vì sao? Vì nó bí ẩn và huyền bí. Nó đã tạo ra tôi một người đàn ông đầy hấp dẫn và huyền bí, nhất là đối với phụ nữ và trẻ con. Tôi chính là ảo thuật gia. Chú bao giờ biến món đồ đi rồi, còn có bao giờ chú làm biến mất luôn, không bao giờ biến được món đồ đó lại không? Có rồi, biến mất người luôn. Vậy con người đầu tiên con nghĩ chú biến là biến vợ chú đúng không? Ly có một câu hỏi cho chú số 1. Con mới biết là cái chiêu trò mà chú làm giỏi nhất là chiêu gì? Chú là chuyên về những cái lá bài. Có thể là trong hai kênh con bài có thể biến thành màu trắng hết, hoặc biến thành một màu vàng hoặc màu đỏ hết. À, món này là hả? Mình coi ảo thuật nhiều chưa bao giờ thấy được. Bài có màu vàng nữa. Dạ. Cái màu đó là màu chiến thắng đó. Chúng ta đã loại được. Cái ông Tiên tu luyện được 8 năm rồi đúng không? Dạ. Thì cái món mà ông biến mất mà to nhất nó khoảng chừng bao nhiêu? Tôi biến mất được chừng cái bàn trở lại, bàn chừng 4 mét.
Cái bàn 4 mét dài đó phải không em? Dạ. Dạ, biến mất cái bàn đó. Dạ. Rồi con người thì để lại. Hỏi khó quá. Hỏi bạn số 4 nè. Cái cơ duyên nào đưa bạn tới với cái ảo thuật? Đầu tiên khi em tiếp xúc với ảo thuật lại khi em học cấp 2 thì em mới bắt đầu đăng ký tham gia vào trường Bamboo để học về ảo thuật. Số 2 cũng là ảo thuật chuyên nghiệp đúng không? Dạ. Thế bạn nói cái trường đó, em có biết cái trường đó không? Trường đó xong quên luôn cái chứ. Người ta học trường Bamboo, còn ông Bu trường gì? Tự học là chính. Mà giờ em đi làm chuyên nghiệp chưa? Em diễn ở phòng trà Hương Quê á. Phòng trà Hương Quê trên đường Cao Thắng. Quê em nhớ cái đó, cái làng nướng mà. Bây giờ cho các bạn có manh mối nha. Sẽ nhờ các nhân vật này làm quà tiểu xảo để chúng ta xem là họ có phải là ảo thuật gia hay không. Trong một giây ta sẽ biết được một lần sau này biến mất. Dạ. Và nhờ Thiên Thành. Dạ. Vỗ trên tay tôi. 1, 2, 3. Đúng. 1, 2. Đếm. 1, 2, 3. Đếm. Vỗ luôn. Đúng. 1. Đi, bớt rồi. Đây là một cái khăn. Anh Chiến Thành có thể kiểm tra khăn nữa. Đây là một cái khăn màu đỏ. Hai tay mình hoàn toàn không có gì ha. Rồi, mình sẽ nhét cái khăn vào đây và làm nó biến mất. Rồi. Các bạn kiểm tra nha. Ủa, nó còn ở đây nè. Thì em quên cái này. Rồi, bỏ vô lại nha. Đó, rồi. Nhét trong đây. Harry Potter á, phải có cái này nè. Đũa thần. Abolo, abolo. Đây. Giờ tôi có hai cái khăn nè. Giờ chỉ một cái động tác nhỏ thôi thì hai cái khăn này nó sẽ thành hai cái khăn. Quỷ không à? À không, hai cái khăn màu khác. Ha? Màu xanh và màu đỏ nha. Bây giờ nè. Abolo là. Con có thích vẽ tranh không? Hơi sợ lắm, con không biết. Không biết, không phải biết, tiếc không? Biết rồi. Biết rồi, nhìn nha. Cái gì? Vẽ trắng đúng không? Vẽ trắng mực đen. Vẽ trắng đúng không? Vẽ trắng. Đúng rồi, vẽ trắng. Nè. Bây giờ con thích vẽ cái gì? Con không biết vẽ mặt con được không? Không thích, vẽ khác được không? Con vẽ gì vẽ đi. Nhìn nha, nhìn. Nhìn nha. Vẽ nha. Vẽ. Thấy cái gì không? Ô, đẹp quá, mặt cái chú. Không phải mặt chú, mặt mấy thằng hề. Mấy nghề là mặt chú chứ gì nữa. Mặt chú này á. Mặt con bụt bên kia kìa. Có hình nha. Có hình nha. Tô màu nha. Tô màu. Tô màu thích tô màu gì? Màu. Kệ con. Tô màu nha. Nhìn. Nhìn à. Có màu chưa? Có màu rồi. Có màu chưa? Giờ thích xuống này không? Thích. Tặng nha. Giữ đi ông nội. Trời ơi, ai thèm. Chặt tôi à. Dạ. Chú đơn giản. Chú đơn giản, dạ. Như đang giỡn nha. Dạ. Để bóc ra coi. Dạ. Bóc cái gì chứ chú, bóc cái gì vậy? Đồng xu. Cái đồng xu làm cho hết không? Đồng 200 nè. 200. Giờ khó kiếm lắm á. À, mở giờ này không? Dạ. Dạ, có gì đâu vui trời. Hả? Thì đó nè. Dạ. Mấy mình nghỉ luôn đi chú. Ê, hả? Chứ giờ gì? Đây, đưa tay ra. Tay ra. Trời ơi, hay à. Làm cách nào được hay vậy? Ai biết. Hay à. Thụ giáo đi. Dạ, lát nữa con gặp chú riêng. Con tầm sư học đạo. Đây là học phí của con, đóng 200 ngàn. Cảm ơn. Mời các bạn tìm ra người bí ẩn. Đội Hoài Linh chọn số 2 và đội Jennifer chọn số 5. Vì sao? Tôi chỉ lưỡng lự vừa người số 2, người số 3.
chú số 5 làm á thì Hương khẳng định là không phải chú. Đúng rồi. Chẻ cái đít ra nhé, đặt vô là xong chứ gì đâu mà. Dạ. Cầu nguyện cho cái nhóm mình này nó bấm số 5. Ai ngờ bấm thiệt. Số 5. Số 5. À nó. Người bí ẩn là tôi tên là Nguyễn Hoàng Phương, đang làm nghề xây dựng. Mình tên là Nguyễn Văn Hùng, hiện là sinh viên năm cuối trường Cao đẳng Bách Việt. Sở thích mình là thể hình và võ thuật. Và không ngờ đây là lừa được chú Linh. Con lừa được chú Hoài Linh. Cười là cười vui là vì lừa được nghệ sĩ Hoài Linh. Chặt chém thì nói đi. Xin chào mọi người, em tên là Nguyễn Chí Thịnh, hiện là sinh viên năm tư và là chủ nhiệm câu lạc bộ Obium Cheerleading của trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi tên là Quỳnh Quang Nhân, kinh doanh sản xuất về phân bón hữu cơ vi sinh. Chúc mừng Jennifer, phần thưởng bạn là một phân bón. Cái ông Tiên này sao ông giỏi quá vậy? Ông lanh miệng, dễ thương, có duyên mà còn ảo thuật được nữa, bạn là ai? Dạ em là tên là Y Nhu. Y Nhu là tên thật hay là tên nghệ danh của bạn? Dạ tên nghệ danh. Tên thiệt là sao? Tên thiệt là ba em họ Nguyễn, má em họ Quỳnh. Rồi theo cái nhu cầu của ba má thì đặt cho tên em là Nguyễn Quỳnh Nhu. Ngứa quá. Dạ Y Nhu là khi mà khán giả nói chữ Y thì khẩu hình miệng của khán giả như là đang cười. Y. Khi khán giả nói chữ Nhu thì khẩu hình miệng của khán giả như đang hôn. Nhu. Và xin mời Y Nhu ra diễn. Cảm ơn em. Cảm ơn nhóm người bí ẩn. Thưa quý vị, và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần trình diễn của ảo thuật gia trẻ duyên dáng đầy tài năng Y Nhu. We'll be right back.
các bạn thân mến. Vâng, và Y Nhu. Với cái phần mà phải nói là ẩn mình một cách bí hiểm thì người bí ẩn đã không được chỉ điểm và hai đội hiện nay vẫn đang là 2-2. Và hãy cố lên ở vòng thi thứ tư này với nhóm người bí ẩn tiếp theo. Trong năm hot boy này, ai có thể nuốt được lưỡi lam? Mời quý vị cùng tìm. Đưa ra ngoại võ với tôi là một ngày tuyệt vời. Nó thể hiện bản lĩnh và sự dũng cảm của một con người. Ông nội tôi là một trong số họ. Tôi tự hào, tôi là nguồn người nước Đại Lam. Rách miệng quá. Tôi từ nhỏ đã theo cha mình mãi võ mưu sinh, luyện công phu. Nhưng mà hiện nay thì nghề công phu không còn gì đất diễn nữa. Tôi phải chuyển biến, thay đổi để mưu sinh vào biển biển, cũng như là theo đuổi cái đam mê của tôi. Và tôi quyết định luyện môn nuốt lưỡi lam. Tôi là người nuốt lưỡi lam. Dạ. Yeah. Anh hỏi giới thiệu em nhìn cái mỏ anh rách lên tới đây là em hiểu rồi. Mời Hồng Hoa. Dễ thương em. Mời bạn. Tôi thuộc tiếp người liều lĩnh và gan dạ. Tôi không sợ bất cứ thứ gì hết, và kể cả nuốt lưỡi lam. Thực ra tôi mới chính là người nuốt lưỡi lam. Hỏi Thiên Thần. Con người có thể làm được bất cứ điều gì mình muốn bằng năng lực, kiên trì và sự nhẫn nại. Và hôm nay tôi có thể tự hào nói rằng mình là người nuốt lưỡi lam. Một tâm duy nhất, không lên xuống vậy đó. Con người có thể làm tất cả những gì mình muốn mà hôm nay tôi có thể làm. Một tâm thôi. Sài Gòn á, xa qua quá. Tôi không kiếm được gì làm chứ. Cũng may nha, tôi biết võ á. Cái tôi gặp được cái đồng mỗi lần, cái anh kia giới thiệu tôi vô. Vô tình tôi thấy cái nuốt lưỡi lam hay quá, tôi mới tập luyện. Tôi mới chính là người nuốt lưỡi lam nè. Bây giờ mời các bạn đặt câu hỏi ạ. Số 2. Em nuốt một lần là bao nhiêu cái lưỡi lam? Em mới đầu là một cái, hai cái, ba cái. Còn nếu mà khách có yêu cầu nuốt nhiều có thể là nuốt 10 cái. Lúc đó anh có cần nước để đưa vô hay là máu trộn chung với lưỡi lam đẩy vô rồi? Nói chung là nuốt lưỡi lam là phải có nước. Ví dụ như mình nuốt thì nhiều quá, mình nhai nhiều quá, mình phải tô son như thế này. Để lỡ nó có lũng á, khán giả con không biết. Anh hỏi số 1. Em nói là ông nội ngày xưa làm Sơn Đông. Dạ. Thì thường thường Sơn Đông mãi võ diễn ở đâu? Thường diễn ở dưới miền Tây. Những cái quán nước để mà bán thuốc cho bà con của bác. Sơn Đông mãi võ bán thuốc gì? Thuốc, những thuốc gia truyền trị chấn thương. Rồi ngày xưa Sơn Đông mãi võ có nuốt lưỡi lam không? Cái là bí quyết nổi bật của cái Sơn Đông mãi võ của ông nội em với mấy đàn khác à. Em thiệt không? Dạ em biết anh Linh đi Sơn Đông, nhưng mà anh Linh là Sơn Đông miền Trung, còn ông nội em Sơn Đông miền Tây à. Vậy Sơn Đông miền Trung nó khác gì với Sơn Đông miền Tây? Sơn Đông mà dạo miền Trung không có lưu lưỡi lam mà miền Tây có nuốt. Cái này lại có thật đó anh Linh ơi. Anh có một câu hỏi cho bạn số 4. Đấy là em ngoài nuốt lưỡi lam ra thì em còn có thể làm gì khác nữa? Ngoài nuốt lưỡi lam chỉ hút nuốt thịt thôi anh. Thịt heo rồi á. Bình thường em có thể nuốt được một lúc bao nhiêu cái lưỡi lam? Một lần thì khoảng chừng 20 cái. Lần 20 cái luôn kìa. Anh số 5 có vẻ phản đối vậy. Một lần anh nuốt được bao nhiêu cái lưỡi lam? Thì nếu mà nói một người 7-8 năm á thì chắc không nuốt nổi tới 20 cái đâu. Bạn nói ha, nuốt 20 cái em chịu, bây giờ em nuốt được bao nhiêu? Dạ em nuốt khoảng 10 đến 12, 13 cái. Khi em nuốt em đẻ vậy, nuốt em bẻ ra? Em không bẻ nhưng em bỏ vô miệng em nhai. Khi em bị tai nạn thì em sao? Dạ thì em làm nghề này cũng mấy năm rồi nhưng mà em chưa gặp tai nạn lần nào. Người nào cũng trả lời giống nhau trơn vậy ta. Ai nào cũng nói xạo hết trơn. Phải có một cái gì đó gợi ý hiểu không? Như vậy thôi, vậy ai biết hết trơn còn gì nữa. Em không biết ai hết á. Giờ em chọn là theo quán tính. Rồi mời các bạn. Natalie, vì sao ạ? Thật sự Ly hơi cân nhắc giữa số 4 và số 5. Ly thì Ly thiên về số 4 hơn.
Tôi cũng lưỡng lự giữa số 4 và số 5 thôi, chứ cái vàng bên này là tôi dạt ra rồi đó. Thì thường thường những người mà làm xiếc hay là những anh em nghệ sĩ mình mặt mày thì nó hốc hác nhiều hơn. Cái anh này dù anh bôi đen đen nhưng mà thấy anh Nhân còn tươi hơn anh kia. Rồi cuối cùng bà Hương nói thôi để em chọn cho, chọn số 5. Tranh cãi thì cũng không có cái kết quả gì cả. Bây giờ thì chi bằng chúng ta hãy nghỉ giải lao vài phút trước khi trả lời. Người bí ẩn ở vòng thi thứ tư. Vòng thi này có 5 người mà ai cũng đã nhận mình là người có thể nuốt được lưỡi lam. Và người bí ẩn là... Tôi nghi con số 4 rồi. Tôi cũng nghi từ đầu. Đấy, Natali nghi rồi. Hồi nãy tôi biết rồi, thì hai ông là ông nghi à. Rồi bây giờ anh là ai? Em là Lý Quốc Hiền, hiện là sinh viên ngành cơ khí ô tô trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Em tên là Lý Thanh Bình, hiện đang mua bán kinh doanh tự do. Ông đừng nói tôi làm nghề cạo gió nghe. Xin chào tất cả quý vị khán giả, tôi tên là Nguyễn Tấn Tài và hiện nay tôi đang làm nhân viên sale về thuốc. Anh là về nghề buôn bán đó phải không anh? Yeah. Nói phải không? Để khách hàng mua đó phải không? Yeah. Anh có giọng nói rất thuyết phục. Em tên là La Bảo Quân, nghề nghiệp của em chính là diễn viên ạ. Giỏi quá! Trời ơi, Diệp Hương ở đây mọi người luôn là quá giỏi. Em là ai? Em tên Minh Công, em là nghệ sĩ nuốt lưỡi lam. Minh Công cho là hỏi là bạn học là cái môn này bao nhiêu lâu rồi? Vừa học vừa làm luôn là 8 năm. Và bây giờ xin mời Minh Công ra biểu diễn cho mọi người xem. Mời bạn. Xin chào nhóm bí ẩn. Thưa quý vị, và bây giờ phần nuốt lưỡi lam rất là rung rợn của Minh Công. Xót xa, con chỉ biết nói một câu là mong là tổ nghiệp sẽ luôn luôn phù hộ cho bạn để làm sao mà luôn luôn bạn an toàn trong lao động và luôn luôn bạn có được cái sức khỏe cũng như là những cái pha trình diễn thật là ấn tượng để cho khán giả luôn luôn nhớ bạn và yêu bạn nhiều hơn. Một tràng pháo tay cho Minh Công, thưa quý vị. Quý vị và các bạn thân mến, và bây giờ chúng tôi sẽ được nhắc lại tỷ số sau vòng 4 đang là 2-2 cho hai đội. Như vậy là họ đã vụt mất hai cơ hội đi đoán ra người bí ẩn. Và đây là vòng thi cuối cùng. Thưa quý vị, và ngày hôm nay chúng tôi có mang đến đây một tấm ván phóng dao. Chẳng việc gì chúng ta phải tìm ra tấm ván, và chúng ta hãy tìm ra người bị phóng dao đứng trên tấm ván. Và ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ những người
đang bị tình nghi là bị phóng dao ở nhóm người bí ẩn cuối cùng này. Phóng dao mà số 2 múa quá không biết có trúng không trời. Bây giờ hãy gọi xem họ là ai nha. Tôi khuyên các bạn đừng thử thực hiện những điều nguy hiểm mà tôi sắp thực hiện sau đây. Đó là tiết mục phóng dao. Tôi là người bạn diễn của người phóng dao. Tôi thích sự thử thách. Tôi thích khám phá bản thân của mình. Tôi thích những trò mạo hiểm. Và các bạn hãy xem đây, tôi mới chính là bạn diễn của người phóng dao. Gia đình em đã khóc hết nước mắt khi mà em theo cái nghề này. Thì nhưng mà biết làm sao được, tại vì công việc là viên nợ và em là bạn diễn của người phóng dao. Nói thật là em thích coi phim hành động từ nhỏ, vậy đâm cái trò mạo hiểm. Và chắc vì nghiện nghề đam mê này nó nhầm vào máu của em, nó dẫn em đến một nghề này, một nghề mà vô cùng nguy hiểm. Tại vì cái nguy hiểm là không phải nằm ở chỗ mình, mà sự nguy hiểm này thuộc về người khác. Đó là bạn diễn của người phóng dao. Mời chị. Khi thực hiện những trò chơi mạo hiểm, cảm giác tôi thật là đã. Nhưng tôi luôn được thực hiện những trò chơi mạo hiểm mà tôi yêu thích. Tôi chính là bạn diễn trong tiết mục phi nhau. Quá. Em khoan, cho hỏi cái hồi nãy nói là kế toán, sao giờ nó bị phóng dao? Ủa, tìm người biết ẩn mà. Muốn nói gì nói. Muốn nói gì nói. Hay quá. Bây giờ lột trần cái mặt nạ thật này ra rồi. Vì tôi nào có phải là người bán mặt nạ đâu. Và tôi là ai? Ai biết ông? Tôi là người chịu trận phóng dao. Có cái bốn chữ đâu mà ông dẫn bốn đường tám hướng mới về thế nào. Chị á, chị là không nghĩ em. Em nghĩ em làm một cái nghề nào đó. Tại vì em đứng vô che hết tấm dáng, còn chỗ đâu mà phóng. Những bạn này đứng đây phóng đâu cũng né được hết. Em quá mập, đứng phóng qua hai bên người ta sẽ sợ lại. Sợ chúng em, sợ chúng em. Sợ chúng em. Em làm nghề này bao nhiêu lâu rồi? Dạ em không nhớ nữa. Hồi đó thầy Lý Bằng gửi cho em qua một bà thầy Trung Quốc tên là Lee Sen Chin. Và em mới trở về Việt Nam và hợp tác với lại thầy Lý Bằng. Mà theo anh thấy anh Lý Bằng anh đâu có diễn phóng dao đâu. Anh Lý Bằng là anh múa lù. Dạ thì em về rồi bắt đầu mới có tiết mục đó. Vậy là em là cái người đứng như người ta phóng dao. Mới dạ. Anh tin em rồi. Anh tin em dữ lắm rồi. Ai hỏi kế toán không à? Kế toán thì mình nghĩ là thường phóng dao cái đồ nó phải gọn gọn, để mà cái dao là phải thạt cái sát vô eo, hoặc là sát vô nách, hoặc là sát vô cổ mới thấy. Áo này hơi rườm rà, không biết lát có cởi đồ gạt tôi không. Thay mấy hồi, một lát cái body này nè, trong vòng một lúc giặt bận bộ đồ bikini ra phóng liền nè. Rồi đấy chứ bà. Cái dao mà để phóng vào cái miếng ván đó, nó làm bằng chất liệu gì? Dạ thưa anh, là nó làm bằng sắt. Một phóng cái dao vậy em có nhắm mắt không? Đâu thì có. Rồi lúc đó là cái ca tâm lý của em là gì? Rớt nước mắt hay xỉu luôn? Không xỉu, không rớt nước mắt. Tức là cái nghề này với em là em phó mặc hoàn toàn sinh mạng của em cho người khác. Người khác phải bảo đảm sinh mạng của mình. Cho anh hỏi bé số 1. Ngày đầu tiên em vào em xin để được đứng vào cái tấm bảng để cho người ta phóng dao. Em đứng vô liền hay là em lưỡng lự? Con đứng không nhắm mắt lại, con đứng thiệt là đứng mà đứng cứng ngắc như tượng luôn đó. Để cho chú ném vô cái giấy táo trên đầu của con. Thấy lúc nãy đến giờ bạn số 2 có vẻ cứ liên tục nhún nhảy, thì không biết là khi bạn đứng sát cái tấm ván đó thì bạn có được nhún nhảy như vậy không? Phóng dao này theo cái bộ môn phóng dao này là bộ môn hên xui. Mình càng nhún nhảy thì tạo thêm sự hên xui cho cái bộ môn này hả? Có bốn. Lần đầu tiên mà người ta em vô em tập cho người ta phóng một cái á, khi em mở mắt vậy mà cái dao nó không trúng như cái điểm mà họ để trên đầu hay là để đâu trên người em, thì cái cảm giác cảm tưởng lúc đó thì em là cái gì? Hay là mặt xanh như đít nhái luôn. Lúc mà em vô cái tấm ra có hất tóc một cái không? Có vẫn hất bình thường. Hỏi đi, hai em hỏi thông đi. Thường em diễn thì em sẽ mặc những trang phục như thế nào?
Em sẽ chọn đầm body sexy. Tại vì á, nếu như là một cô gái đẹp đứng ở trên cái bàn tử thì khán giả sẽ thót tim hơn khi mà tiếc nối cái mạng của cô gái đó. Vậy vì sao bạn chọn trang phục này cho ngày hôm nay? Nếu như trang phục này mình cũng có thể biểu diễn, nhưng mà mình biểu diễn theo cách khác. Khác như nào? Sẽ có nhiều tư thế để biểu diễn nếu em được lên đó. Thôi bây giờ vậy, để cho mọi người có manh mối á, anh đề nghị là mỗi một đội chỉ là một cái người mà mình tình nghi nhất lên nó tạo dáng. Jennifer, bạn chọn ai? À, em chọn số 1. Tạo đúng nha, không được lừa đảo nha. Ngây thơ quá vậy. Các bạn thấy không? Chủ yếu là phóng vào tư thế nhất, chị Nghiêm. Tư thế thứ 2, dang hai tay ra. Tư thế thứ 3, hai chân dang ra động bằng vai và hai tay ngang. Đầu luôn luôn thẳng, nhìn về phía khán giả, luôn luôn cười. Không tỏ ra nguy hiểm. Rồi. Căn bản thì bạn số 1 đã nêu được 3 cái tư thế chính của cái người bạn diễn của người phóng giao. Giờ em sẽ có thêm 3 tư thế nữa. Để cho phù hợp với những cái bộ trang phục cồng kềnh như thế này. Tư thế thứ nhất. Tư thế thứ hai. Nhìn được cái hướng của mình như thế nào mà nhắm sao cho không trúng mình. Bây giờ riêng Trấn Thành có một cái lựa chọn thêm cho chư vị. Mời em số 6 lên đứng coi che cái bảng đen sao. Em sẽ không chỉ tư thế phóng giao, nhưng em xin phép được diễn với Trấn Thành anh sẽ phóng giao em. Được không anh? Đầu tiên chân phải đứng thẳng, thẳng người. Bây giờ hãy tìm ra người biển. Công trùng khớp. Đội anh Hoài Linh chọn số 1, Jennifer và Natalie chọn số 3. Vì sao? Ly với Jennifer một lần nữa rất là... Tính cảm chọn số 1 nhưng mà thấy bạn số 1... Bây giờ bạn có muốn chọn lại số 1 không? Vâng, Natalie và Jennifer đã đổi số 1. Tại sao anh Hoài Linh chọn số 1? Nếu các bạn để ý cái tấm ván trên kia, một cái tấm ván bình thường thì tự nhiên dán một cái miếng băng keo ngang làm cái gì? Và khi cái bạn này đứng vô thì cái tay của bạn ấy chấm ngay cái mí của cái miếng băng keo đó. Thì tôi nghĩ đó cũng là cái tâm điểm để cho người ta phóng. Cho nên là tôi mới chọn bạn số 1 là như vậy thôi. Để xem ai là người bí ẩn. Mục quá vậy. Em tên là Võ Lạc Quỳnh Như, em 18 tuổi và hiện em là dân nhảy sexy dance. Em tên Tô Thúy Tiên, năm nay em 19 tuổi. Hiện em đang là sinh viên năm nhất của trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng. Khổ ghê vậy đó mà bị lừa tôi ngoạn mục hà. Kéo cái dùa ra thôi hết hồn. Em 21 tuổi, Đỗ Quang Phái, đang học sinh viên năm 2 trường Đại học Sân khấu Điện ảnh. Cảm ơn bạn. Hiện là mình diễn viên phụ. Ví dụ như ai kêu diễn gì mình diễn đó. Làm gì mình làm đó. Nhiều khi muốn phóng dao mình để cho phóng luôn. Đó, cảm ơn.
Chàng trai trẻ, em là ai? Dạ xin tự giới thiệu, em tên là Trần Tuấn Vinh, năm nay em 22 tuổi. Nghệ danh của em là Đường Mộc và hiện tại em là thành viên của nhóm kịch Úp. Em xin tự giới thiệu, em là chú Hà Lâm Happy, em đang công tác tại Xiếc Thành phố Hồ Chí Minh. Tai nạn mà từ xưa tới giờ mà gọi là khó chịu nhất của em là cái tai nạn nào? Cái tai nạn mà bi kịch nhất thì mặc dù em mang giày nhưng mà có thể là nó sẽ xuyên qua giày mình luôn. Mà tại sao nguy hiểm như vậy mà em lại làm? Dạ thưa anh, đó là cái nghiệp của mình. Và bây giờ thì chắc là chúng ta phải nhờ bạn Lâm Happy ra biểu diễn cho chúng ta xem. Mời em. Cảm ơn nhóm bí ẩn. Quý vị và các bạn thân mến, và bây giờ sẽ là phần trình diễn của Lâm Happy. Minh Mẫn và Lâm Happy. Chúng ta vừa đến với một pha rất là nghẹt thở. Và có thể nói là họ làm những chuyện vô cùng nguy hiểm. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã cùng hồi hộp để mà theo dõi từ nãy giờ. 5 vòng thi trải qua là 5 cung bậc cảm xúc khác nhau. Và hiện nay tỷ số vẫn là 2 đều, các bạn được 20 triệu đồng. Natalie và Jennifer hôm nay tham gia chương trình thì cảm thấy như sao? Chương trình đầy bí ẩn. Sự là... Nói chung là anh em mình còn ngây thơ lắm, dễ bị lừa lắm. Dễ bị lừa lắm. Cảm ơn chương trình. Lúc nào một cái chương trình mới cũng đều xuất hiện những cái nhân tài, những con người cả một cuộc đời của họ yêu mến và họ còn nói luôn đây là cái nghiệp của tôi để tôi làm đó, mặc dù máu còn đang chảy trên tay. Và hôm nay mình xem mà mình nghiêng mình. Mình chỉ muốn ôm chặt họ để họ mình chia sẻ cái nghề nghiệp. Và mong là khán giả yêu thương và yêu quý cái nghề của họ hơn. Hy vọng rằng là người bí ẩn sẽ luôn luôn mới lạ, luôn luôn giới thiệu đến toàn thì quý vị và các bạn những nhân vật chúng ta chưa biết đến, nhưng thực sự họ là những nhân vật rất là xứng đáng để chúng ta trân trọng. Xin được khép lại chương trình Người Bí Ẩn ở đây. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện, với sự đồng hành của dầu gội bột kết Fresh, tinh dầu bưởi thiên nhiên. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Hãy subscribe.